nắng tỏa chiều nay chiều toàn nắng đôi bờ OK nhá. Hello tất cả các bác. Xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của MI Audio nhá. Hôm nay thì còn mấy cái bài X5 đây thì em cũng setup em đóng cho tất cả các bác. Thì tiện đây thì em cũng làm một cái video đây để giới thiệu cái đôi loa của em. Đấy, đôi loa bắt neo tép neo này. Đấy, cái này thì em sẽ buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ livestream với tất cả các bác nhé. Và thì đối với dòng bài X5 ở cửa hàng bên em thì thực tế với các bác rằng là đây. Đấy, ruột xịn hết luôn các anh em nhé. Đấy, ruột xịn đét 100% là hai nguồn. Cái dòng này là X5 thường thôi các bác nhé. Đấy, nó cũng là những cái Vina đây nhưng mà nó cũng là X5 thôi, nó không có gì đặc sắc cả. Nó cũng giống nhau thôi. Tất cả những cái IC và tất cả những mọi thứ nó đều giống nhau hết anh em nhé. Và X5 này thì được cái là con này nó sản xuất nó cũng cái đời nó khá là cao, nó rơi vào tầm độ khoảng 19-20 thì cái chất lượng của nó đang còn rất là tốt. Đấy các bác nhá. Và đặc biệt thì em hai nói thật với các bác rằng là X5 ở cửa hàng bên em thì đa phần em hai lấy cái chất lượng nó đều tốt cho tất cả các bác hết. Đó. Thì đối với X5 này thì anh em sử dụng chỉ có cần một đôi loa và một cục đẩy này thôi. Giống như em hai đang ở đây, tí em hai sẽ test cho tất cả anh em nhà mình xem. Thì để cho tất cả các bác có thể là xem và chiêm ngưỡng những cái nó rất đơn giản. Và anh em nên nhớ rằng là khi mình mua những cái bộ dàn âm thanh thì các bác cố gắng đơn giản hóa nó đi. Có nghĩa là càng ít càng xịn thì nó sẽ là càng hay, đúng không? Đấy, ở đây đang cái phân tần của cái loa đây này. Đấy, loa bắt neo tép neo thì em hai đang setup cho tất cả các bác. Mà thực ra một cái bộ dàn như thế này, anh em sử dụng một bộ dàn như thế này nó chỉ rơi vào tầm ngoài 20 triệu một tí thôi. Đấy, một đôi loa rơi vào tầm 13.500.000 này. Đấy, vang mic nó rơi vào tầm 5 triệu nữa này là 18.500.000, cục đẩy nó rơi vào tầm 3 triệu rưỡi nữa. Là anh em chỉ có tầm 22 triệu là anh em một bộ dàn cực kỳ hay và cực kỳ chất rồi. Đấy nên anh em bây giờ thời điểm hiện tại các bác có thể đi mua những bộ dàn mới, những đôi loa Hưng Yên, những bộ dàn Hưng Yên đến 17 18 triệu rồi. Em nói thật với các bác mà anh em đâu biết được rằng là như nào. Khi anh em sử dụng bộ dàn 22 triệu nó hay nó xịt gấp hàng trăm hàng nghìn lần so với những cái loại 17 18 triệu đấy anh em bỏ ra. Đúng không? Làm sao mà anh em có thể là như vậy được. Đấy, các bác nhiều khi là các bác cứ ham mới nhưng mà ham mới thì mới nó đắt tiền lắm các bác ạ. Đó, anh em cứ xem này. Đấy, tép anh tới bỏ em con tép này được cái. Đúng không? Đó, anh em xem này. Đấy, đây nhá, loa này, loa xịn sò con bò luôn anh em nhá. Xịn sò con bò luôn, bát tép đấy. Bát tép này, phân tần đây. Đó, bát tép đây. Bát neo tép neo. Nhá. Hàng xịn đét 100%. Cả một bộ karaoke nó tổng trị giá cả loa full 30 xịn nó rơi vào tầm 20 triệu 22 triệu 500. 22 triệu 500. Cả dây nhựa đầy đủ. Nó quá rẻ so với tầm giá luôn anh em nhá. Đó, cái đây em. Đây em thử tiếng một mic cho các bác này. Đây xin vượt này. 5 5 5 5. 6 7 2 3 dưới trăng. 5 5 5 5. Đó, tiếng ra nó sạch sẽ, nó chất lượng cao, không bị xé, không bị hú rít các bác nhé. À, rất là tốt luôn, đúng không ạ? Anh em sử dụng những dòng vang cơ, những dòng nâng tiếng rồi những bộ dàn karaoke của anh em 30-40 triệu chắc gì đã hay bằng bộ karaoke này. Thực sự với các bác là như thế, chắc gì anh em đã có một cái chất lượng âm thanh nó hay như thế này đâu. À, ok cho anh em, cái chất lượng thì nó nằm ở như cái gì ạ, những cái trải nghiệm của tất cả các bác chứ nó không phải là bằng mõm đâu. Đó, anh em mua hàng ở cửa hàng bên em hai cũng thế, tất cả nó đều là trải nghiệm hết, nó phải là thực tế anh em nhá. Này mic này, đó anh em này, không có hú rít gì, rất là tuyệt vời luôn. Đó, rất là im ả luôn. 4 năm thì nắng tỏa chiều tỏa nắng đôi bờ anh ngư. 5 5 5 5. Tiếng ra mạnh mẽ, dứt khoát và rất là sáng tiếng, không hú rít mic, rất là tốt anh em nhé. Đó, đúng không? Một đôi loa, một đẩy này, một vang, một mic thôi. Chả có một cái gì cả các bác. Đó, anh em nào kỹ tí nữa thì lắp cái quản lý nguồn thì nó cũng chỉ rơi vào tầm độ khoảng 25 triệu quay đầu, đúng không? Một bộ dàn karaoke nó quá là xuất sắc luôn. Em khẳng định với các bác là như thế nhá. Đấy, một bộ dàn như vậy nó không chưa bằng tiền một bộ dàn của cái hàng Việt Nam. Mà anh em không chơi, tốt nhất là anh em cứ phải mua một đôi loa thật là xịn đi. Xong đấy là chúng ta mới tính tiếp được nhá các bác nhá. Đây. Đấy, bây giờ em sẽ test thử cho tất cả các bác. Đấy, anh em nào mà nghe cái tầm test này các bác sẽ biết được rằng là cái chất lượng bộ dàn này nó như thế nào. Ok chưa? Đấy, em mời tất cả anh em mình nghe thử này. Ok nhá, bây giờ em sẽ test thử trên bộ karaoke này các bác nhá. Đấy, chỉ có đẩy vang loa và mic thôi, không có sub đâu mọi người nhá.
tiếng thì mời các bác có thể là lắng nghe thử đây. Ok nghe. Đấy, chỉ còn đọc số anh làm đây các bác nhé. Đấy, mời anh em có thể nghe thử nhá. Cái môn này là môn gì vượt cho mọi người, gì vượt nhá. Dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lúa vàng xuôi về phương đông. Cần Hào ơi, nửa đêm ai hát nên câu hoài lãng, vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràng. Xe ô liễu vàng, dây tơ đàn nghìn buông thiết tha. Xe ô liễu vàng, đưa con đàn về trên bến. Chất này các bạn, tiếng rất hay luôn. Đường dù xa ông bước, xin đó đừng vô nghĩa tạo khang. Đêm luôn trong tân bản, ngày mỏi mòn như đã vòng phu vòng luôn trong tân tràng. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng nước mênh mông đêm canh hào trơn thương nhớ ai. Ngày ấy xa đi con sông buồn tìm một dòng trôi. Gánh hào tròn như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua gánh hào tiếc một vầng trăng. Đây là cái bút gì vượt của các bạn số X5 và một đôi loa trị giá là 13.500.000 các bác nhé. Cái loa này là loa bát đeo tiếp theo mà trường có giới thiệu với tất cả các bác. Mọi người nhận rất là hay luôn. Bát lực và tiếng không bao giờ bị xé đâu anh em nhé. Đấy, tiếng lực bảo đảm với các bác là không bao giờ bị xé cả nhé. Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lúa vàng xuôi về phương đông. Cho vũ rất là tốt anh em nhá. Gần Hào ơi, nửa đêm ai hát nên câu hoài lãng, vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràng. Xe ô liễu vàng, dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Xe ô liễu vàng, đưa cung đàn về trên bến xưa. Đường dù xa ông bước, xin đó đừng vô nghĩa tạo khang. Đêm luôn trong tân bản, ngày mỏi mòn như đã vòng phu vòng luôn trong tân tràng.
lời ai ca. Đánh giá rất là tốt rồi, không cần phải nói nhiều nữa đó. Và anh em nào có cái nhu cầu nhá thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em hai để ở trên cái video này các bác nhá. Ok, và em hai chào tất cả các bác, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhá. Bye bye.